Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2020. Cơ sở Đồ gỗ Đồ thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một bộ sản phẩm đó là bộ hoành phi câu đối. Bộ hoành phi câu đối này được chúng tôi làm 100% từ chất liệu gỗ gụ Lào hay còn gọi là gỗ gụ nhập khẩu từ nước Lào, để cho quý khách dễ hình dung hơn. Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình ông Diệu, ông ở tỉnh Quảng Ninh. Gia đình ông đã đặt hàng online chúng tôi một bộ hành phi câu đối và một chiếc sập ngồi, sập gụ ngũ phúc kim tiền. Trong video sau tôi sẽ giới thiệu về hôm qua tôi đã giới thiệu các cái công đoạn lắp, gia đình ông ở xa không về được thì chúng tôi sẽ quay lại video clip mộc gửi tới gia đình cũng như tất cả quý khách hàng đang theo dõi các cái video clip Đổi thờ cúng tâm linh của chúng tôi và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái đường nét chi tiết cũng như thông số của bức hoành phi chúng tôi cũng báo luôn bức hoành phi này có cái thông số kích thước chuẩn phong thủy đó là dài 1 mét 97 chiều rộng là 67 cm ván dày 3 phân liền tấm liền khối Bên trong chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang Có sen kẽ là các cái cây tứ quý Và xung quanh thì chúng tôi chạy chữ công Trên mình các bạn đang xem đây Khuôn tranh xung quanh bao bọc tấm ván Chúng tôi làm dày 7 phân và bản rộng là 10 phân Và cái mẫu câu đối này Là mẫu câu đối mới nhất mà cơ sở đồ gỗ hiền lành đã thiết kế ra mẫu do nghệ nhân Thi công Bên trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền và phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa quả đào Câu đối bên trái chúng tôi chạm đó là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh Ý nói là con cháu mà có hiếu thì là muôn đời được hưởng vinh hoa phú quý Và câu đối bên phải thì chúng tôi chạm đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh để đối với vế trái Ý nói tổ tông chúng ta tổ tiên mà có công đức thì là muôn đời được thịnh vượng và các cái diềm bo xung quanh này chúng tôi đã làm các cái cây tứ quý là viền bo cong tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông đây là mẫu mới nhất và cũng là mẫu câu đối bán chạy nhất của chúng tôi trong thời gian vừa qua năm 2020 và sang năm 2021 chúng tôi sẽ ra cái số lượng nhiều hơn nữa để đáp ứng tới thị trường bà con trong và ngoài nước cơ sở đồ gỗ Yên Lanh thì có mặt trên toàn quốc để bàn giao lắp đặt tới tất cả các cái nội thất phòng thờ từ nhỏ tới lớn, đình chùa miếu mạo. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi cô đối thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Yên Lanh để được các cái mức giá hợp lý nhất và các cái mẫu mã mới nhất. Cơ sở đồ gỗ Yên Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Làng nghề làm về đồ thờ rất là lâu đời, có tuổi đời trên 1.000 năm và video này thì đang được quay trực tiếp tại xưởng cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh cơ sở 6 đường Đồng Tâm La Xuyên Yên Ninh Ý Yên Nam Định chúng tôi cũng lưu ý luôn quý khách nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi và các bạn đang xem đây là cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh qua ba số hotline 0986 88 hoặc 0985 0969127886 0969 127 886. Đây là bộ sập gỗ ngũ phúc đi liền với bộ hoành vi cô đối do gia đình nhà ông Diệu ông đã đặt hàng. Chiếc sập gỗ này trong video clip sau tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Đây là combo nội thất phòng thờ của gia đình ông Diệu. Ông sẽ kê tại Hà Nam. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và đặt hàng online trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ cập nhật các cái mẫu mã mới nhất cho quý khách được biết. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để có thể xem được thông tin mới nhất. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.